Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của B Quyết Thành. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với căn nhà mới của B Quyết Thành và xem chuyện gì đáng sợ sẽ xảy ra cùng những đứa em rất là báo của B Quyết Thành nhá. Đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình nha. Rồi, vào thôi. Rồi, tất cả mấy đứa em của anh đâu nhở? Hai em đây, tay em đang cầm món gấu bông cực kỳ cute hôn mê luôn. Được rồi, hôm nay anh sẽ bảo vệ các em mà. Huy đâu rồi? À, Huy à, vào đây ăn trộm bim bim à. À, con chó này. À. Có một con bim bim và steak khoai tây chị kìa. My chill ấy. Mọi người ăn steak khoai tây về không? Nhèm nhèm. Không, mọi người không phải trẻ con đâu mà ăn steak khoai tây. Rõ ràng trông trẻ con này mà kêu không trẻ con các bạn. Đang chạy lo toan này. Đúng, mọi đúng. Người bây giờ phải uống cà tưa. Được rồi, anh bảo đi theo anh lên xe. Hôm nay sẽ bảo vệ các em khỏi những tên đeo mặt nạ xấu xa xin đào mồm tối. Lên đây. À, xe đến đầy rồi anh ơi. Đây, đây, anh đi rồi. Ôi, thương các em. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi, thương đời, anh quay lại. Ôi, trời ơi. Nhắm. Em mà sắp ăn hết cái gói bim bim mà anh Thành vẫn chưa quay lại chiếu rồi. Đây rồi, xin lỗi các em nhá. Trời ơi, anh trai này, anh trai gọi là anh trai nào á. Không phải anh trai của các em rồi. Anh trai cực báo rồi, lên đây. Anh trai vừa. Chị còn định mua cả gối 99 Robux để đi ngủ ấy. Ui, bên cạnh anh có thằng môi đỏ này. Trông kinh quá. Ông kẹo môi hồng. Ông kẹo môi hồng rồi, chết rồi. Ông kẹo môi hồng bây giờ làm bạn với anh hả? Ôi không. Anh ơi, anh ngồi cẩn thận, ông ấy thơm như anh cái đấy. Thôi, tránh xa của đấy ra. Kẹo môi hồng kìa. Ủa, ta sẽ chưa đi đủ người. À, thiếu một người, thiếu một đứa này. À, đây rồi. Rồi, chuyến xe khởi hành. Chúng ta sẽ đến một căn nhà hoàn toàn mới đó các em. Nhà anh mới mua đấy. Really nigga. Đây rồi. Ôi dạ, nhà anh mới mua tận 12 người, chứa được 12 người cơ á. Đúng rồi, anh mua để tổ chức tiệc cho mọi người đến vui chơi mà. Làm biệt bà thử đấy. Ừ. Đi dài xe này đi chậm thế không biết trời ơi. Thù 12 người, xe này thì xe pha ke, xe đều. Chả có logo gì, chở được 12 người là may rồi. Xe nhặt bãi rác về mà. Ây ôi, 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 về nhà rồi đâu. Ở đây em thấy nhiều nhà lắm, nhà nào thì nhà của anh. Wow, đây Quy Thành cho em sang siêu thị mua trà sữa đi. Thôi mấy đứa đi vào nhà anh đi. Đây là nhà của anh nhá. À. Không, có siêu thị kia, không mua đồ ăn à? Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là con mèo, mình đặt tên nó là chó nha. Nó lúc nào há hốc, nó như kiểu sủa. Ê, này, trong này có một cái gì đây? Đây là tổ chuột à? Ê, anh mua biệt thự nào mà lại có cả ổ chuột này ở đây? Ôi trời ơi! Sao đâu, nuôi chuột làm cung cưng mà các em. Ô, Bun vừa lấy tiền, chị tìm được tiền mà. Em nhặt được một quả táo, ở trong cái tủ ấy lê. Chị cũng nhặt được quả táo nhưng mà có một cọc tiền nữa cơ. Đây rồi, em cũng có một cọc tiền rồi. Đây, chúng ta sẽ là mở những cái tủ này ra nhá. Trong những ngăn tủ này sẽ có những cái đồ rất xịn sò. Tối nay sẽ có những người bạn đến đây chơi với chúng ta, rất là vui luôn. Wow. Ây da, party luôn. Còn có 3 phút nữa thôi anh ơi, 3 phút nữa đến tối rồi. Mình cần phải mua cái gì ấy. Hay là mình đi ra siêu thị mua bim bim tiếp với chị ốc ơi. Hình như là phải mua gì thấy chỉ dẫn vậy mà. Trên phòng của chị toàn màu hồng thôi nè. Không nhìn thấy phòng luôn chị. À ôi tiền. Chị nhặt được thêm tiền nữa. Anh nhặt phòng màu xanh ở anh Thành. À anh Thành ngủ gật. Anh Thành ngủ gật. Đâu ngủ gật đâu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ôi bên dưới nhà có ông nào rồi các em ơi. Hàng xóm anh ạ. Là hàng xóm anh ạ. Ông đấy có quả tóc dài tới chân luôn. Kinh thật. Ui. Để em xuống em tỉ thí võ thuật với ông đấy. Ông ấy khả năng là cao thủ võ lâm ẩn ấy. Yeah, anh Thành nhà vệ sinh không có cửa. Anh định đi vệ sinh em nhìn thấy hết rồi. Buồn này anh đang đi vệ sinh cho để vào đây nhòm. Chịu luôn đây. Đứa em không có biết lịch sự gì cả. Ông anh Thành đi vệ sinh không đóng cửa. Lại còn rủ Huy vào xem nữa. Thôi, mình phải tránh xa mấy đứa em phải ra mới được các bạn ạ. Suốt ngày chiêu chọc mình thôi. Bây giờ mở ra lấy cái gì không nhỉ? Cho từ nãy giờ chả lụm được cái gì. Bọn nó lụm hết rồi. Lượm được cái quả táo mà thằng kia lấy trước chứ. Cái tươi nhờ. Ui. Cái bạn kia bạn đấy có cả bông măng thuốc gạt kìa. Ờ. Ô,
Em lụm được một lon coca ở cái chỗ anh Thành đi vệ sinh nè. Ngủ. À không ngủ được bây giờ, không thể ngủ bây giờ là sao? Bây giờ tập trung vào đây làm sao? Đây rồi. Lấy chỗ ngồi. Để chỗ ngồi để ăn tối. Ăn tối. Ôi giời ơi, đúng hôm có tiệc mà trời mưa to bão táp thế trời. Không sao, ăn tiệc dưới trời mưa nên mới gọi là chất như quả đất, em hiểu không? Bình thường ăn tiệc trời nắng nó quá là bình thường luôn. Ủa, à, con gấu của em làm em tàn hình được nè. Hả, à, thế à? Ồ, thế em có nhìn thấy chị không? Con gấu tàn hình nè. Em nhìn thấy chị không? Ơ, cái bim bim của em ăn vào là em được tăng máu rồi. À, con gấu của em làm tăng em tàn hình được thật nè. À, cái gậy của anh để đập ốc mất dậy này. Một ai đó đang ở cửa, chúng ta có trả lời họ hay không? Đứa nào ở cửa? Không trả lời. Không, anh ơi. Một đứa đã mở cửa. Pizza. Pizza. Người ta giao hàng cho mình, giao hàng đồ ăn lại không mở cửa. Chắc là anh nhầm, quên lúc nãy anh đặt mà quên không báo với các em. Em không phải đề phòng anh ạ. Ờ, ăn đi ăn đi các em. Mỗi người một miếng nào. Ôi, em cầm một miếng to tướng luôn. Rồi, lấy pizza rồi. Ôi, ăn hết rồi. Biết là miếng bé tí này. Ăn hết rồi. Ngọt tuyệt vời mặt trời. Bê Quy Thành gọi nữa đi, em vẫn đói. Em ăn ít thôi, đang giảm cân mà. Em ăn xong mồm em nó bị rách luôn rồi nè. Vun ra xong sâu răng, không đính răng. Điều gì xảy ra với những cái đèn đây? Cái đèn bị làm sao vậy ông? Không biết. À mọi người đi xem TV à? TV vẫn đang mở. Đến giờ xem TV, ông không phải. Trời ơi, thời sự. Sau 12 giây nữa đợi sẽ đến... phát trực tiếp sau 10 giây nữa. Rồi đây là đến chương trình ngồi xem thời sự nhá các em. Breaking news anh ơi. Ờ. Ai đến rồi. Cái gì đây? Sao có màn hình nhiễu thế này? Thật sự lừa rồi. Thông báo khẩn cấp rồi. Mọi người ơi, ông hãy làm biên tập viên đi. Ui, những tên mặt nạ này, nó có súng các bạn, nó như nó cướp hay sao ấy. Nó phá hủy những cái tựa game Roblox và bọn này được gọi là villain. Ui ôi, nó rất là nguy hiểm luôn. Hãy khóa cửa chính và cửa sổ nha, trong trường nó đi vào đấy là thôi xong đời mình đó. Sợ quá. Đây chủ này. Đây là tên leader của nó, có tên là Scary Larry. À, cái tên chùm này trước kia em tiêu diệt nó rồi mà sao bây giờ nó vẫn còn ở đây ta? Thế là em chưa tiêu diệt được chứ thế sao? Rồi, thế bây giờ là mọi người đi đâu á? Mọi người đi ngủ hay sao á? À, cái thằng này là cái thằng tóc dài lúc nãy đấy anh Thành ạ. Chúng ta cần phải đi đóng cửa thì phải. Đi ngủ. Tìm đúng giường. Ui, là con tên nữa. Giường có tên của mình luôn mà. À đây, giường em đây rồi. Ngủ đi các em. Giường của chị ở đâu? Ở sao giường em mà à đây là em ngủ rồi. Đây. Em ngủ đấy. Đây, giường của ốc đéo tên đấy, nhảy lên, nhảy lên thẳng giường. Rồi ok. Ngủ quọc quắp luôn các bạn ạ. À. Trời mưa nên ngủ nó không cho cái miếng chăn nào nhỉ. Công nhận lại trời thì lạnh đấy chứ. Ờ. Đây sáng ngủ thường ngày của em hay sáng ngủ con tôm? Con tôm. Đứa nào ngủ co quắp luôn. Ui. À, không phải đấy là nhà mình bị rung. Thằng đấy nó đến. Thằng ấy nó đến rồi. Nó làm gì chỗ em này? Ờ, anh đập đo, đập lò, đập bàn đạp rồi. Cứu em đi. Nhưng mà cửa bọn em bị đóng, trời ơi. Em đang nằm ngủ, em giả chết. Anh đập nó ngất trên đất rồi mấy đứa ơi. Thằng ranh con đeo mặt nạ bắt nạt em ốc hả? Được của nó đấy. Đúng rồi, anh đập nó đi, em giả chết. May mà nó không phát hiện ra anh là em đập chưa chết. Anh là anh trai gương mẫu. Ui, nó đập phá cửa sổ nhà mình nhà ốc này, nó chui vào từ đây luôn. Biết thế. Ui, em phải tàng hình phòng sao? À, nó vào phòng màu xanh rồi. Ờ, nó vào phòng xanh lá cây mà. Thế mình cứ ngủ bên này, mình không để đi sang bên đấy nhỉ? Ờ. Ôi, mà cửa thôi, đến là phòng màu xanh dương này. Ui, có đổ vỡ này. Nụm cho mình cái cây đi. Nó, à, bọn chúng đang đến đấy. Đúng rồi, mình phải chặn hết cửa vào để tối nay chúng nó không chui được vào nhà của mình. Nhà phòng của em bị vỡ cửa rồi. Đây. Phòng cửa xanh dương nè, bên chặn... cửa xanh dương cũng bị vỡ nè. Chặn đi ốc, chặn cửa đi nhanh lên. À, thì mình phải qua phòng mình để mình đóng cửa mới được. Huy Lơ ơi, về phòng mình đi bạn ơi. Đâu, phòng mình tôi chặn kiểu gì? À đây hả? Phòng mình là phòng màu hồng đó, chặn hết cửa lại. Chặn kín vào. còn mấy cái lỗ gì? Chặn hết vào. Ê, các bạn. Chặn bên này. À chết rồi, hết củi rồi. À đây. Ôi đi ngủ, các bạn ốc lười, rõ lười luôn. Cứ sợ hở là leo lên giường nằm ngủ. Hiểu kiểu gì? Không, đấy là bấm nhầm thôi. Thôi đi, anh biết thừa cái tính em rồi.
Và cái cửa thì mình lại bạn ơi, của tôi vẫn có một lỗ hỏng bé tí. Ôi chúng nó còn bịt cả bồn cầu vào ấy này. Ờ hãy tìm cái nút gì 20 sau bạn 20 giây và nhảy. Ủa đây gì vậy? Còn chỗ nào chưa vá đây, còn cái cửa ngoài này lướt này. Có một cái nút dưới hầm, có một cái nút đấy ông ơi. Đâu? Ồ đây rồi, thấy cái nút rồi. Ok các bạn ơi. Anh đang check camera. Anh vừa check. Ôi giời cửa này to thế mà không ai chặn vậy. Chặn đi mọi người, hôm tối nay mấy thằng đeo mặt nạ trên thời sự tin tức nó lại tấn công nhà tụi mình. Đứa nào chèn cả bồn cầu tí đi vệ sinh kiểu gì? Đây các bạn ấy không biết đứa ngốc nào đây. Chắc là ốc rồi. Không không, nãy ốc sang đấy nó chặn rồi. Ây giời ơi, chặn tầng 1 chưa các em? Chưa tầng 1 nữa hả? Không chặn được mấy cái này nữa rồi. Hình như cái cửa này to quá, mình chỉ chặn được như thế mà thôi. Ờ may là mấy đứa em khác của anh nó thông minh, nó xuống đây nó chặn rồi. Mấy đứa em mình chỉ lo phòng của mấy đứa em nó thôi. Nó không xuống chặn đâu. Nó chui vào nhà, nó đi thẳng vào cửa. Đồ ăn hại. Chặn lại hết rồi. Ok, mình đã bảo vệ được ngôi nhà rất là tốt rồi đây. Bây giờ thì phải chờ đợi, có khi chúng nó sẽ đến tiếp. Và cái người tên là Roblox gì 04 là người bảo vệ nhà tốt nhất. Rõ ràng anh đập cái thằng mặt nạ đấy mà đúng không các bạn? Đúng, đúng. Cái lỗ chuột mọi người ơi. Wow. Cái gì đây? Pizza, có 3 miếng pizza. Bảo sao lấy 3 cái pizza to thế mà được có tí. Có ăn pizza đi mấy đứa. Không là đêm nay đói là không nên dậy nha. Ở đâu mà lấy được pizza đâu. Đúng rồi, đâu lấy được đâu. Nhà con chuột đây nè. Tí nữa con chuột nó sẽ ra ăn pizza thì phải. Thế hả? Lỗ chuột nè. Ờ thôi kệ nó đi. Mình nhìn con chuột. Nói chung là pizza ở trên bàn nhưng mà chúng mình sẽ được ăn ngó ăn nhìn chứ không được ăn thật. Ủa, quay. Xoay. Nó xoay là để làm gì? Hả? Đây rồi, được ăn. Ơ, mình không được ăn à? Ảo thật đấy, chia ra từng người thôi mà. Ui, bọn nó ngay ngoài cửa cái kia mấy đứa. Nói ui, chúng nó kéo đến rồi đây. Ui. Xong rồi, băng đảng. Toàn sống, toàn thật rồi vui em. Nó cần để cái xà bay luôn mà. Ờ, nó mang cả xe của đoàn của nó đến đây. Vì tối hôm trước anh đập thằng đồng bọn của nó ngất trên cánh quất luôn. Bây giờ em ngủ đúng không? Sao anh không vào phòng ngủ à? Đâu, đã phải ngủ. Bây giờ đi ngủ ơi. Đi ngủ mấy đứa, nhanh lên. Đây rồi anh ơi. Phòng làm mình à, mình phòng làm phòng màu hồng. Mình mở màu hồng mà. Ủa lắc đinh. Đóng cửa nào á. Ôi sao không đóng được cửa vậy? Nó cầm mấy cái xà bay nó cậy cửa được. Không sao. Nó vào đây anh cầm sẵn cây gậy rồi. Phang luôn mấy thằng mất dạy dám tấn công nhà tụi mình. Nó vào đây em tạng hình, em để bên cái thành chỉ nó một mình. Hả? Chắc chắn là phòng mình rồi, phòng mình chết rồi, mình không có gậy. Mình không có gì để đánh nó. Hỏng rồi. Đàn hình thôi. Chết rồi, hỏng rồi, toàn rồi. Nó vào phòng hồng à? Đi sang đây hóng không, Bê Quy Thành? Không hóng được đâu, cửa nó bị đóng rồi chị ơi. Em tàn hình không ai thấy gì em cả. Anh tha em với rồi, em chỉ có môi có bim bim. Anh ăn bim bim, em cho anh này. Những tiếng hét thất thanh, những nụ cười thất thần. Rồi, những game của tôi bị sao đây? Anh không gậy cả. May quá nó đi rồi. Sống chưa các em? Sống rồi anh ơi. Vẫn sống anh ơi. Tuyệt quá. Em không có gì cả. Em toàn phải chạy thôi. Hôm qua là cái phòng màu xanh nước biển bị đột nhập các bạn ơi. Hôm nay anh nghĩ là đến căn phòng màu hồng này. Đúng rồi, hôm nay sẽ là căn phòng màu hồng. Căn màu hồng là nó vừa vào chỗ của bọn em ấy. Ồ. Đêm nay là xanh nước biển. Ok, hiểu rồi. Nghĩa là nó vừa hôm trước lần đầu tiên nó đến phòng màu xanh của anh, xong đến phòng màu hồng của các em. Ừ. Thế còn phòng nào nữa không? Xanh nước biển. Xanh nước biển anh ơi. Thế đêm nay nó sẽ đến phòng màu xanh nước biển. Cả cửa kính luôn mà. Hỏng hết cửa kính nhà mình rồi, vừa mua được căn nhà mà. Bây giờ sẽ phải xuống tầng hầm. Ở cửa bên trái thì dãy trái xuống hầm này. Và nghĩ là chúng ta có một người nào đấy ở dưới đó đấy. Thế hả? Ừ, một tên nào đấy rất là kẻ xấu. Xuống đập, ủa nó đang đập chung cửa kìa các em. Thấy đấy, không? Thấy chưa? Nó ở dưới đấy. Nhanh lên, phải trốn trong phòng bếp hoặc là phòng khách hoặc là tủ quần áo. Rồi đi trốn thôi, đây em có cái phòng, ôi giời ơi. Anh trốn với, đây, trốn hết vào đây. Trốn hết vào đây mà, mấy cái đứa này. Chết rồi, ông chủ nhà anh chưa trốn được. Chết rồi, ông ơi. Anh ơi, đây thằng nó bị cụt tay sao, trốn vào tủ quần áo. Ờ, ốc trốn vào đi, trốn vào tủ quần áo này đâu được, đấy. Chết rồi, ông ơi. Chưa bao giờ trốn được. Ốc trốn vào đây. Trốn vào một cầu à.
Trốn vào đâu giờ, làm gì có tủ quần áo mà trốn? Tủ quần áo ở dưới bếp, ở dưới bếp có, mọi người đang trốn ở dưới bếp. Cái ông đấy có một cái dây co thôi. Trời ơi, đúng là đeo mấy luôn rồi, hỏng rồi. Ông không quay được màn hình đoạn này. Ông còn giả vờ đi ngủ. Ông giả vờ chết, tí tàng hình không lo. Không bật quay lên cho các bạn xem tình cảnh của em. Rồi ông đến ông đập chết em rồi. Rồi xong luôn. Ngủ làm gì? Thả chạy xuống câu câu giờ. Rồi các bạn ơi, ốc đang nằm ngủ các bạn ạ. Anh tóm tắt lại cho các bạn xem chứ ốc không quay màn hình của ốc. Rồi để em lên xem chị ốc đâu rồi. À đây này, à sao em bị đứng im tại chỗ này? Ơ đứa nào đánh đây? Đánh tôi ạ. Ông còn kêu đánh ốc chạy đi ốc. Rồi xong luôn, nó đập em nát tan con người luôn rồi. Đó này. Đúng. À ra đây gặp ông chùm, ông chùm đánh em luôn mà kêu chết tôi rồi. Ôi, chết toi rồi. Ai ơi, nó đánh anh. Anh ơi, chết rồi, em không thể hồi máu cho anh nhỉ. Chết rồi, đông quá các em ơi. Nó đông quá, kéo cả làng kìa, nó đây đây gì rồi. Sao em chạy vào phòng đấy xong đời. Ôi các bạn ơi, các bạn có biết cái điều bất lực nhất là cái điều mà nhìn người anh của mình bị đánh mà mình không làm được gì không? Bây giờ quay ra nó đánh mình ạ. Xin vĩnh biệt ồ. Thế tất cả cũng chết à? Các em ơi, chị Lôi không bảo vệ được các em rồi. Ủa lên là sao? Mọi người trốn hết, mọi người không gọi em. Đúng. Rồi bây giờ anh thử là anh mua cái gấp đôi này xem này, 99 notebook này, với cả mua một anh cảnh sát xem như nào này các bạn nhỉ? Ui, anh Thành thuê cả vệ sĩ cho bọn mình các bạn ơi. Được đấy. Mời đấy. 599 hy vọng là có thể bảo vệ mọi người được. Mời luôn các bạn. Lần này thì mình sẽ vào vai người lớn và có băng cứu thương để cứu đồng đội. Rồi lên xe mọi người ơi. À, mọi người ơi, chị ốc chưa vào bên zone của mình, chị ốc vào zone khác rồi. Để chị ra nha. Ok. A few moments later. Bây giờ bọn mình lại tiếp tục ăn đồ ăn. Đúng rồi. Mình sẽ ngồi vào ghế. Sau một đêm xảy ra, em đã trở lên vạm vỡ và em vẫn đang trang bị cho mình cái gậy. Thì em đập nó lát ngang của tỉnh. Và lần này thì cả team Bê Quy Thành đều trở thành người lớn. Vì một mình anh không thể bảo vệ được các em vì các em quá tạ. Sao lại các em quá tạ? Quá phế. Đặc biệt là em ốc đến giờ đi trốn thì em ốc lại đi ngủ. Không, em trốn để em giả vờ chết mà. Giả vờ chết để nó đập cho chết thật. Khó khổ các bạn. Rồi, đấy. Ra cửa thôi. Lại có một khứa nào đấy gõ cửa nhà mình. Đó là đứa mang pizza đến. Đấy. Rồi, lấy pizza, lấy pizza. Mình chín. Rồi, đêm nay vẫn phải ăn đấy các bạn. Đêm nào cũng vẫn phải ăn. Cái con mèo nhà mình trông nó hơi ngu tí thôi nha các bạn. Lấy năng lượng mọi người ơi. Hết năng lượng thì làm sao ta, bị sao ta? Thì chết luôn á. Đây được pizza mấy tí này. Nó bảo bấm vào con mèo được cái gì á? Đây này, em thấy cái ảnh này. Cũng bảo bấm vào con mèo. Hình như là con mèo sẽ chạy. Ăn một quả táo cộng hẳn 15 năng lượng luôn mà. Này như cái con mèo này. Chị đi ngủ à, các em ơi. Ê bấm con mèo trừ 10 năng lượng đấy. Ủa chứ rồi lúc nãy trời còn sáng, mình không để ý là giường mình ở chỗ nào. What? Ở đây có một cái password này. Đâu? Lại có mật khẩu phòng nhà mình chả biết cái gì. Thôi chuẩn bị đi ngủ các bạn ơi. Đây là cái két. Két sắt đấy. Thế một kia đi vào đây ăn cắp tài sản của anh Bi Quy Thành. Nhưng mà anh Bi Quy Thành đâu có gì trong két đâu. Đúng rồi, nghèo rớt mùng tơi, có ai thèm chơi đâu. Lần này mình không chung phòng với Bi Quy Thành nữa rồi. Chết rồi, thế thì ốc tự lo nha. Thì ốc chung phòng. Chết rồi. Bun với chị chung một phòng à? Đập con quái vật đến, đập cái thằng mặt nạ đến đi, sợ gì. Đây là chương trình TV chiếu tin tức. Mình sẽ skip, vote skip đi mọi người. Vote skip đi. Ok. Đây rồi, không phải em phòng nào đi. Chết rồi. Đi tìm phòng đi. Lạc luôn rồi. Em đây rồi. Không biết phòng nào luôn. Phòng mình là phòng bị cuối cùng hay là bị đầu tiên nhỉ? Bị đầu tiên. Rồi, ngủ đây. Không, Bun ở cùng phòng thật mà. Em đây, em ở đây rồi. Có gậy nhớ đập bằng kia nhá. Chị không có gậy đâu. Để em đi, em đập rồi lá tang của tình luôn. Ok. Mình còn một bạn nữa mà bạn đấy đâu ấy. Nó không ngủ. Huy nhìn ra cửa sổ thấy nó thì Huy chạy à? Rõ ràng ngủ mình sẽ tăng năng lượng mà em không được tăng năng lượng là sao ta? Em không dậy được. Nó bảo mình đi ngủ chứ nhỉ? Nó bảo mình đi ngủ rồi. À, mình đi ngủ rồi. Ủa sao vẫn còn mấy đứa chạy long quăng ở đây vậy? Đấy, bây giờ ngủ nè, bây giờ nó đến nè. Mọi chuyện lại đi. Nó vào phòng em rồi. Đập nó rồi chị ơi, để em phòng nó cho chị. Đập nó, đánh nó. Mày thằng này. Ê, nếu mà không có gậy có đánh được không?
Không chị ơi, chị chạy đi nào. Để em phang nó. Đập nó đi, nó đánh anh, anh kìa. Ok các em. Đánh tao hở mày. Rơi tiền nhập. Rồi, tiền nhập tiền. Em đập nó lát tan của tình luôn đi chứ. Vỗ tay, vỗ tay. Cầm bắt lại lúc mình đi ông ơi. Ăn quả táo cho lên năng lượng đã. Ờ, ăn táo lên năng lượng. Ai bơm máu cho anh đi, anh yếu máu rồi. Ăn đi, mọi không người. Có đồ ăn à? Không. Ở bên phòng em có một cái laptop, nó đang làm cái gì nè? Nó chạy dữ liệu gì á? Check đi. Đây là camera đấy. Đây, có một cái ông ngoài cửa sổ rất ghê luôn. Ở đó. Ơ, bơm máu cho anh xem nào. Bơm máu à? Ở đây. Hiu hiu. Bơm ấy, bơm bơm. Bơm kiểu gì đấy? Sao không thấy máu? Ôi dồi, Bê Quý Thành đang bị đấm tím mắt luôn. Đấy, tím mắt mà. Đấy, được chưa? Coi máu chưa? Ok, ok, được rồi. Lên cao rồi đấy. Được rồi. Ôi, mắt, maximum rồi. Maximum rồi, mắt hết thâm rồi. Maximum. Được rồi, các bạn. Em okay. Nữa, em cũng muốn hồi máu. Mình có 20 giây. Ôi, bây giờ phải tìm những cái công tắc. Ốc tìm, đấy, đúng rồi. Đấy, bên trái, đúng rồi. Cái nào nữa? Ốc tìm đi, tìm kỹ, nhìn kỹ đi. Nó chỉ là một cái nút đấy thôi, tìm cái nút đấy là được. Ôi giời ơi, cái phòng này còn không ai thèm đậy vào cơ chứ. Tôi đang đậy đây, đậy rất vất luôn. Tôi sẽ xuống tầng 1. Ui này để... em mở được rồi, Tinh tinh, em làm giỏi quá luôn á. Lúc nãy còn không biết, không phải không mở như thế luôn. Rồi bây giờ đi xuống dưới đấy hả? Em xuống dưới này để em lấp tầng 1 này. Ui dồi ôi, tầng 1 này trống trơn luôn. Rồi luôn, cái tầng của em nó lấp nó không đầy được cái này luôn mà. Lại đi ngủ rồi. Ô, hàng xóm mình nhảy như đứa điên luôn. Ui, cái này sao không lấp trời ơi. Ủa, anh mua cảnh sát rồi, cảnh sát bảo vệ mình khi nào? Cái này lấp maximum rồi, à đây này. Thế nên đậy cửa với các em. Lấp được này, ảo thật đấy. Đậy hết cửa vào, không là đêm nay nó đột nhập vào mà đông nữa thì thôi đấy. Xong xin vĩnh biệt cụ đấy, mở được nhà kho chưa? À, tầng hầm chưa? Chưa anh ạ, tí như ông kia đến thì mình mới mở được. Ôi, ngoài này có một cái xe nổ luôn này. Chị ông ơi, cho em xin tít máu, em còn nó chấm máu à. Ra này, ra này, ra này. Đây. Chuyển. Rồi, em đã được lên máu. Trời ơi, một phát cộng 50 máu luôn mà. Ốc để ý tí, ai cần bơm máu em phải bơm luôn. Chết rồi, em bơm nhầm với đứa khác. Bơm đi em. Em còn 2/3 máu cơ. Thế thì không còn sao hết. Ơ, bơm đi, bơm cho full đi Huy. Nhưng mà bơm cho full này anh. Thế chị ốc tiêm cho em cái. 20 giây mới được tiêm phát. Rồi, đi ngủ rồi. Tôi đi ngủ tiếp thôi mọi người ơi. À, wow. Đi ăn pizza. Để xem lần này pizza sẽ quay về ai đây. Đúng rồi. Pizza sẽ bay vào mồm ai? Pizza bay vào mồm em đi. Mồm em sâu răng kia không bay vào rồi. Mồm veo với kia. Không, em đang bị yếu năng lượng này. Em đi bơm năng lượng cho khác nhưng mà không ai bơm năng lượng cho em được. Thế tí em trốn đi là được. Quá chuẩn luôn. Mọi người phải chỉ chỗ trốn cho em. Vừa nãy mọi người không chỉ chỗ trốn cho em nên là em mới phải giả chết đấy. Trốn ở ngay chứ cái phòng. Đấy, cái chỗ đằng sau đây này. Ôi giời ơi, đứa làm vá cái cửa này nhìn nó lèo tèo thế nhỉ. Ôi sao rồi tí. Dê em được. Ôi ăn giời. Rồi. Ôi ăn kìa. À, lần này là bay thẳng mồm ốc mà. Ui trời. Rồi, đã. Đi chúng ngủ. Ta cần phải cảnh giác. Nó đến rồi. Ôi bình đoàn này. Em nhìn thấy nó đến này. Đây này, thấy cả xe nó luôn, nó vác cả xe tải nhà nó luôn. Em hít máu đã để tí em mở cửa. Đâu. Đây em trước mặt chị đây. Ui. Bơm nhờ. Ở đây này, anh Thành ơi, anh nhìn thấy không? Có, anh vừa đứng đấy nhìn cả một bầy luôn, kinh lắm. Chị bơm cho em cao lắm rồi mà. Ôi trời ơi, sao em có 2/3 máu để ta. Ảo thật đấy. Đi lên giường đi ngủ. Ngủ đi. Ủa anh mua cảnh sát sao cảnh sát chả đến bảo vệ anh? Phòng mình là phòng màu xanh dương. Ơ anh Thành lại vào đây ngủ cùng mình là sao ta? Anh ơi, anh Thành nhầm phòng rồi. Không, đúng rồi, anh Thành lại sang phòng của tôi rồi. Ờ đúng rồi. Ồ ảo vậy? Có mình đây là anh ngủ nhầm phòng ấy. Ờ có Tư Bê của Thành đây mà, anh ngủ đây luôn mà. Ờ. Mà nó không đến phòng mình, nãy nó đến rồi mà. À. Lại nó lại đến rồi chị ơi, giải đập nó thôi anh Thành ơi. Ê, mình giả chết thôi, mình không biết gì hết, mình không có đồ gì để đập hết. Đập Thành đập đi. Oanh con hồn lao, hổ báo cáo đồng đồng. Mình đang ngủ. Lào mấy thằng oanh con này. Đập chưa? Mấy con tưởng thế nào. Rồi, lúc tiền. Có tiền à, cho em với. Nó dám đến đây là anh em mình vã vêu mồm luôn nhỉ, buồn nhỉ. Đúng rồi anh ơi, đây tiền này thì ông ơi lùm đi. Hai cục tiền to tướng luôn. Đấu. Bây giờ nó sẽ vào phòng màu xanh dương. Thật đấy, nó cứ vào phòng mình mãi à. Nay hai đêm rồi cứ vào phòng mình.
không rồi. Có khúc gỗ để lấy gì? Đã bảo gì thế? Gỗ không đủ rồi, gỗ không đủ rồi. Ôi, thôi xong tôi rồi. Nó kéo cả bây giờ phải đi xuống và kiểm tra cửa sổ cẩn thận. Ui, có một cái cửa đây này bị phá này. Hóa ra chui vào từ đấy. Mấy bạn kia, và mấy một bạn và ai đó lại ở dưới hầm. Chính là cái ông trùm. Để em xuống mở hầm, để em xuống mở hầm. Đúng rồi, đúng em rồi. Em mở hầm rồi. Ơ, em bị mất rồi. Hả? Giao chiến không bị mất à? Đi xuống kiểm tra cái hầm đấy xem đi, đi xuống, xuống hầm đi. Đây mình... là ai? Mình đang ở tầng 1 mà. Đây nè, hầm đấy mở rồi nè. Đi xuống rồi nào. Đi xuống. Hỏng rồi, em bị kẹt rồi. Ôi, bị kẹt luôn. Trong này mất máu. À, ông đấy vào rồi ạ. Ủa là sao? Bên Quy Thành chết rồi. Sao mày ngu thế hả? Mình ông 6 vì ông trốn trước. Ông trốn đi lỡ chết biết rồi. Tôi hiểu rồi, trời ơi. Ông ấy chưa kịp lên mà người đã chạy xuống đấy rồi thì lo. Anh sống lại đây. À, bên Quy Thành mua spa. Ngu người thật, sao các em lại chạy hết xuống đấy? Bơm máu ra bên cái thành này luôn. Buồn ghê. Ông ấy kìa, nhìn nhá. Ông ấy chạy đầu rồi, kệ đi. Bơm máu anh đi không? Bơm trong này không bơm được. Ai muốn hồi sinh qua mất 30 đô bố. Ô, anh còn mất cả gậy luôn mà. Hỏng rồi. Rồi xong luôn, thế là em. Anh ta đi lên, ông ta đi lên tầng rồi. Nhanh lên, chạy xuống hầm. Chạy xuống hầm, bên cái thành ơi. Chạy xuống hầm. Dần đường nào đấy? Đây, cửa kính đây. Lối nào? Đây. Ôi giời ơi, ốc đúng là đồ ngốc các bạn ạ. Mình lên ốc ơi. Chạy xuống hầm nè, nhặt gậy nè. Có gậy, tôi có gậy rồi. Ăn táo nè. Cái đồ này giúp mình làm gì đây? Ai mà biết được. Có nhiều đồ kỳ lạ lắm các bạn ạ, mình không biết để làm gì. Anh Thành gọi cảnh sát đi, bắt nó luôn đi. Anh có mua cảnh sát mà cảnh sát trả ra. Sao em lừa rồi. Nó bảo gì chứ? Bơm nói đấy, bơm được chưa? Có thấy được tìm máu đâu, nó kìa. Hình như là chỉ được bơm một lần hay sao ấy. Đập nó đi ốc. Đập đó. Dành con đứa tiếp theo đằng sau. Đập nó đi ốc. Đập rồi, thằng này chết chắc. Hay quá. Ôi sao tự nhiên có thằng chui ra từ phía sau này. Có thằng cầm xà beng. Thì rồi, đông quá. Bây giờ mình không vứt mình phải lấy xà beng. Không lấy được xà beng à? Ủa không ai giúp anh à? Đây. Mà một mình chết à? Không đập rồi. Các bạn ơi, toàn rồi. Một mình sẽ đánh được hai thằng này. Ba thằng. Bốn thằng. Ôi giời ơi. Rồi các bạn ơi, vậy là team Bê Quy Thành đã bị đập chết hết queo luôn, không làm được cái gì. Thần Hà chơi hay thế mà còn chết. Hay cái gì rồi các bạn ơi, nói chung là tụi mình thất bại rồi. Và các bạn biết cách chơi trò này thì các bạn bình luận ở dưới nhá. Còn okay. Tụi mình sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại bạn video sau, bye bye. Bye bye. Đừng quên qua đăng ký kênh cho Bun và Huy nha. Link kênh mình sẽ để trên màn hình. Và Ốc TV. Rồi bye bye.